Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Tuy nhiên, vẫn có những hiện tượng mà khoa học không thể nào giải thích được, như là công nhân đang nạo vét sông thì bỗng nhiên lăn đùng ra té xỉu. Rất nhiều những máy móc đã lao xuống dòng sông dù không có người lái, cùng với đó là hàng loạt những bí ẩn dưới lòng sông và cái giá phải trả cho những người xâm phạm. Ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện bí ẩn này. Hiện tượng trấn yểm sông Tô Lịch từng gây xôn xao dư luận cả nước về những sự việc huyền bí xảy ra đúng vào thời điểm chuyển giao sang thế kỷ 21. Dưới sự phát triển không ngừng của khoa học, điều này khiến cho không ít người tranh cãi về tính chân thực của nó. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người thì cho rằng đây là chuyện bịa đặt của những người trong cuộc, nhưng cũng có người thì hoàn toàn tin rằng chuyện trấn yểm là có tồn tại. Chuyện bắt đầu khi công ty liên doanh xây dựng VIC trúng thầu, gói thầu 7 dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hà Nội. Công việc cụ thể là nạo vét và kè đá dọc bờ sông Tô Lịch. Vào ngày 15 tháng 8, đội thi công số 12 trực thuộc công ty VIC với người đứng đầu là ông Nguyễn Hùng Cường bắt đầu tiến hành nạo vét sông Tô Lịch thuộc địa phận làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo lời ông Cường, trước đó với tư cách là chỉ huy công trường, ông có mời ông Phạm Ngọc Anh, kỹ sư thủy lợi làm chuyên viên kỹ thuật. Ngay ngày đầu tiên khi khảo sát thực địa, ông Anh phát hiện một ngôi đền rất lớn ở bờ sông phía An Phú. Đó là ngôi đền quán đời có từ thời Lý. Ông Anh nói, cậu không nên nhận thi công đoạn sông này, nguy hiểm lắm. Tất nhiên ông Cường không nghe theo lời khuyên này. Ngày hôm đó, khi vừa cho máy xúc, máy ủi xuống bờ sông khởi công, trước khi thi công, ông Cường có thắp mấy nén hương thì tự nhiên lửa trong đám hương bùng cháy rực. Sau đó, ông nhận được tin công trường có sự cố. Công nhân ngoài công trường phát hiện rất nhiều cọc gỗ lim đóng theo những hàng ngắn, bố trí rất lạ, nhưng ông vẫn yêu cầu nhổ lên. Máy vừa nhổ được hai chiếc cọc thì tự nhiên như có một lực đẩy nào đó, chiếc máy xúc tự trôi xuống sông. Không có cách gì giữ lại được. Đồng thời đê ngăn nước bị vỡ, nước tràn vào ngập kính chiếc máy xúc. Đúng lúc đó, có tiếng người la hét, phát hiện ra rất nhiều xương người, xương thú vật cũng như rất nhiều vật cổ. Trong số đó, họ phát hiện được tấm gỗ màu vàng, tâm có hình bát quái, một số đồ gốm, xương voi, xương ngựa, dao và rất nhiều tiền đồng. Khi toàn bộ cọc gỗ được nhổ lên, các bộ hài cốt được đem lên bát bạc, nghĩa trang chôn cất tại Hà Nội thì có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Các việc chuẩn bị tiến hành thi công bị rối tung lên, máy xúc cô bát sâu tự nhiên lao xuống sông. Một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm, cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất ý thức trong nhiều giờ. Địa tầng của cả khu vực thi công tự nhiên biến đổi, không giống như khảo sát ban đầu, và khi thử đưa la bàn vào khu vực đó thì kim la bàn quay tích. Theo thông tin, 7 cây cọc gỗ được chôn đứng dưới lòng sông tạo thành một đa giác đều, được một số bạn bè giới thiệu. Ông Cường mời một thầy Pháp nổi tiếng dưới Hải Phòng về trừ tà. Khi vừa nói chuyện với thầy, tự nhiên thầy trần mắt. Này, chỗ ấy âm khí nặng lắm, sức tôi không trừ được. Sau đó, Bảo tàng Hà Nội có tổ chức một cuộc hội thảo khoa học, hội tụ rất nhiều nhà khoa học cả về sử học, bảo tàng, tâm linh. Kết luận của giáo sư Trần Quốc Vượng được chấp nhận, đây là trận đồ bát quái yểm trấn giữ cửa thành Đại La từ thế kỷ 9. Công việc thi công vẫn được diễn ra bình thường, nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra với công nhân làm việc tại đây. Xương người tìm thấy được tiểu liệm và chôn ở bờ sông, hàng ngày cắt cử người hương khói. Nhưng công việc không tiến triển được, cứ đắp đê lên lại bị vỡ, đá được đặt lên lại chìm xuống, mũi khoan kiểm tra địa tầng cứ hạ xuống thì liên tiếp gãy cả 3 lần. Công nhân toàn nằm mơ thấy những người mặc áo the, khăn xếp, đánh đuổi không cho nằm ở đó, nhiều người đã bỏ việc không dám ở lại. Anh Thương quê ở Nghệ An, là công nhân xây lắp, ngủ ở láng công trường, đêm nào cũng mơ thấy một bà cụ hiện lên, nắm tóc, đuổi đi và nói: "Đây không phải chỗ kiếm ăn của tụi mày, về quê mà sống đi." Anh Thương không chịu bỏ đi, còn khuyên nhiều công dân ở lại làm. Được 3 hôm thì vợ của anh là một công nhân bị bỏng độ 3 toàn thân. Anh lo chữa cho vợ và cũng xin nghỉ việc.
Để có thể thi công một cách thuận lợi sau những sự cố kỳ lạ này, ông Cường lại tiếp tục mời Thượng tọa Thích Viên Thành ở Chùa Hương về làm lễ cúng. Lễ xong, thầy Thích Viên Thành dặn công nhân làm việc phải cẩn thận và còn nói thêm, có thể tính mạng thầy cũng khó giữ. 3 tháng sau, thầy Thích Viên Thành qua đời. Mãi đến khi ông Mão, một thầy từ phủ nổi tiếng, nhà ở Vĩnh Tuy, Hà Nội, được mời đến làm lễ tế tại công trường, thì việc thi công của đội mới bắt đầu suôn sẻ hơn. Cũng theo lời ông Cường, mọi chuyện xảy ra với ông vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi thi công được 150m trên tổng 369m, thì đội quyết định dừng tại đây. Nhưng những tai ương đến với ông Cường vẫn liên tiếp. Bố đẻ ông đột ngột qua đời do đứt mạch máu não trong khi đang khỏe mạnh. Anh trai gây tai nạn giao thông vướng vào vòng lao lý. Một người anh khác đang làm ăn tốt thì bị phá sản. Còn cô em út bị vướng vào oan khuất và bị kiện. Bản thân ông từ một người tỷ phú trở thành kẻ trắng tay, phải phiêu bạt tới tận vùng biên cương. Vậy tất cả những điều bất hạnh trên có phải là trùng hợp? Các nhà khoa học đã có những đánh giá sơ bộ, song đến nay vẫn chưa có kết luận nào khả dĩ có thể lý giải được những hiện tượng này. Giáo sư Trần Quốc Vượng có kết luận như sau. Trước đây, cổng hoàng thành ngoài lính ra còn có thần chấn giữ 4 cửa, thăng long, tứ trấn và có yểm bùa hay còn làm lễ hiến sinh. Như vậy, đây là cổng thành phía tây của La Thành. Thông qua tính tương đối thống nhất giữa niên đại và đa số đồ gốm cho thấy niên đại của địa điểm này trong khoảng thế kỷ 11 cho đến thế kỷ 14 thuộc vào thời Lý Trần Việt Nam và thời Tống của Trung Quốc. Các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử và các nhà nghiên cứu phong thủy Việt Nam cho rằng đây có thể là nơi trấn yểm của Cao Biền. Theo truyền thuyết, mục đích Cao Biền trấn yểm chặn long mạch là để làm cho đất cứng hơn, để xây thành không bị đổ và cũng để ngăn chặn người tài sinh ra tại đất Việt. Từ xa xưa đã có truyền thuyết về việc Cao Biền dùng hơn 4 tấn sắt và đồng chôn xuống để trấn yểm đền Bạch Mã là nơi vị thần sông Tô Lịch trú ngụ. Cao Biền còn nhiều lần dẫn đàn tràng dùng 4 thứ kim loại sắt, đồng, vàng, bạc trấn yểm nhiều nơi trên bờ sông Tô Lịch. Theo sử sách, Cao Biền đã đặt bùa trấn yểm tới 19 nơi dọc theo sông Tô Lịch. Nhiều nhà phong thủy cho rằng có một long mạch rất lớn xuất phát từ phía tây của thành Đại La, các dãy núi thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và gần nhất là dãy núi Tạng Viên. Long mạch này đi qua thành Đại La, cụ thể là theo dọc sông Tô Lịch, qua khu vực Hồ Tây, kéo dài sang Cổ Loa, Đông Anh. Long mạch này còn kéo dài tới dãy Yên Tử và theo hướng Đông Bắc tới tận Quảng Ninh. Theo truyền thuyết, Cao Biền đã thực hiện biện pháp trấn giữ long mạch nhằm bế dòng khí của long mạch này, thủ thuật trấn yểm tương tự như thuật điểm huyệt trong Đông Y học. Dưới một góc độ khác, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, một trong các cách giải thích có thể là do địa điểm thi công chính là nơi hợp thủy của 3 con sông, nên có địa tầng không ổn định, dẫn tới việc khảo sát thiết kế, xây dựng dự án, xây dựng tuyến kè không sát với thực tế. Tuy nhiên, vì là nơi hợp thủy của 3 dòng sông, nên cũng có thể có yếu tố phong thủy. Ông không loại trừ khả năng đây là di tích của một sự yểm nào đó của thời kỳ Tiền Thăng Long, thời Cao Biền làm tiết độ sứ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, vẫn nó vào giữa những yếu tố được giải thích dưới góc độ chuyên môn và hiện tượng xã hội gắn liền với vụ việc cụ thể, thì tôi nghĩ rằng thiếu căn cứ. Không ai có thể kết luận được rằng vì cái vùng đất ấy mà dẫn đến những hệ quả mang tính chất thuần túy là cả sự trả giá về mặt tâm linh. Trên đây là những cách đánh giá và giải thích của một số chuyên gia, chứ phải là kết luận rõ ràng để khẳng định thực hư câu chuyện bùa trấn yểm tại sông Tô Lịch. Thậm chí người ta còn cảm thấy hoài nghi về những mất mát, tai ương mà những người trong cuộc phải gánh chịu. Có lẽ mỗi người chúng ta đều sẽ có cách đánh giá riêng của mình, nhưng nếu thực sự thần Phật hay là ma quỷ tồn tại, thì những việc này đang muốn nhắc nhở con người chúng ta điều gì hay chăng? Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.